Khoảng 7 giờ sáng ngày 13 tháng 8, Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội nhận được tin báo cháy xảy ra tại số nhà 18BT2, khu đô thị Pháp Vân Hoàng Mai. Trung tâm Chỉ huy Công an thành phố đã điều động đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hoàng Mai và đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 5 đến hiện trường dập lửa. Đến 7 giờ 15 phút, ngọn lửa tiếp tục bùng cháy dữ dội, lửa đã lan lên tầng 2 và 3 của căn biệt thự. Theo ghi nhận tại hiện trường, đây là văn phòng kết hợp kho của một công ty nông nghiệp. Đến 8 giờ, ngọn lửa vẫn tiếp tục cháy dữ dội. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã phải điều động máy xúc để tháo dỡ phần mái tôn bao quanh sân biệt thự. Theo báo cáo của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hoàng Mai, đám cháy được xác định xuất phát từ khu vực phụ do chủ nhân quay tôn tại tầng 1 để chứa đồ nhựa, thùng hộp giấy. Các chất dễ cháy này đã nhanh chóng bắt lửa, bùng phát lớn tạo khói bao trùm toàn bộ tòa nhà. Căn nhà cao 3 tầng 1 tum có diện tích khoảng 90m2 một sàn. Tầng 1 làm nơi để hàng, tầng 2 sử dụng làm văn phòng làm việc, tầng 3 làm nơi sinh hoạt. Diện tích cháy khoảng 300m2. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Hiện đám cháy đã được khống chế. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tiếp tục triển khai lực lượng phun nước làm mát và dập tàn lửa.